Mấy bữa nay mọi người, những cơn mưa đầu mùa thì có thấy là mưa khá là nhiều luôn, mưa nguyên ngày và mưa cả đêm mọi người nhé. Bây giờ anh em mình đang có một cái trại như này để chịu được nắng mưa mọi người nhé. Giờ đang đóng lửa như này và anh em sẽ nấu nướng và ăn uống ở trong rừng nha. Bây giờ thời tiết bây giờ trời cũng đang mưa mùa nhé. Phúc mời tất cả mọi người cùng dùng bữa cơm tối với lại Phúc với lại em của mình nha. Hiện tại đang là có cá suối kho mọi người. Thì Phúc ăn cá suối ở trong rừng mọi người, ăn khá là ngán rồi nên Phúc hôm nay á, Phúc chỉ ăn mì tôm thôi mọi người. Đây, đây là những mì tôm mà Phúc mang từ dưới nhà lên đây nha. Để Phúc rất là thèm ăn mì tôm. Với lại không khí trời đang lạnh lạnh như này mọi người, mình ăn mì tôm hốc nước cho nó ấm ấm rất là tuyệt vời luôn. Mời tất cả mọi người nha. Thì hai anh em mình thì như những video trước như vậy thôi, cứ vào buổi tối là mình ăn uống rất tốt nha. Và hiện giờ đang là bắt võng nằm ngủ mọi người nha. Trời cũng đã tối rồi. Thời tiết vào sáng mai mọi người, không biết là trời nắng hay là trời mưa nữa, Phúc cũng không biết luôn. Và riêng bữa nay Phúc nhận thấy là mưa nguyên ngày, nguyên đêm mọi người. Giờ anh em sẽ ngủ thôi mọi người nha. Cái chiều ngày mua ở cái khu vực này mọi người thì Phúc thấy là những cái suối này nước rất là nhỏ luôn, nhưng mà vào lúc buổi chiều với lại canh tối mọi người thì khu vực này là mưa rất là lớn, và mưa đó cũng là những cơn mưa đầu mùa nên Phúc nhận thấy là và nước này cũng đã dần rất là lớn, thì đó là do những cơn mưa đầu mùa. Và Phúc sẽ đi thăm thở nha, tại vì hôm qua Phúc đang ngâm lưới ở trong đó rồi, và hôm nước về mọi người không biết nước mình còn là nước đã trùi lưới đi nha. Giờ mình sẽ thăm lưới coi như thế nào. Ở đây là Phúc đã thấy lưới mọi người, thì cũng may là những nước này cũng may là nước này cũng hơi nhỏ mọi người. Lưới Phúc đã chìm xuống dưới kia luôn nè, giờ Phúc sẽ lấy ra thử. Ồ, có dính cá mọi người. Ôi da, da gì vậy? Ồ, dính cá trê. Trời ơi, dính cá trê. Ồ, dính khá là nhiều luôn mọi người. Đó, một hàng loạt luôn. Wow, cá rất là nhiều luôn. Trời ơi, nào là cá này, lùm hết á. Đây nè, ở đây có cá trê nè. Ui dồi ôi, dính đá đời luôn. Hái. Thôi thôi, để thu về cũng được. Cá dính lú bù luôn. Ừ, dính đá đời luôn. Nhưng mà lưới thì nó quấn hết mọi người. Đây nè. Ừ, lấy gỡ lưới về rồi tháo cá sau thôi. Ồ, dính khá là nhiều lắm mọi người. Cái này mình ngâm giống như là ngâm thở vậy thôi. Rồi thôi, giờ Phúc không thể nào mà quay gỡ cá nha, tại vì quay khá là nhiều mọi người xem rất là nhàm chán. Giờ mình sẽ thu lấy nè mọi người. Hiện giờ Phúc đang cầm trong tay đó là một cái cục lưới như thế này. Phúc nghĩ là nếu mà mình gỡ cá này ra mọi người thì rất là cực kỳ là khó. Thì Phúc thấy là nếu mà chúng ta gỡ cá này ra mọi người thì những cái tay lưới này nữa chắc chắn là mình không xài được nữa rồi, tại vì cá dính khá là nhiều, cá trê, cá trắng gì. Ở đây thì Phúc đã quấn như thế này rồi, giờ khi nào mà gỡ xong Phúc sẽ quay cho mọi người xem nha. Lên bờ rồi Phúc để quay tiếp cho mọi người xem nha, để mọi người tin là Phúc dính được cá bao nhiêu. Khá là nhiều mọi người. Đây nè, mà lưới này thì mình không thể nào mà xài được nữa rồi, giờ Phúc sẽ kéo lên. Thì nước người ta về nặng lắm mọi người, Phúc xách một tay á thì rất là khó. Thực ra thì đây nè, đây nè, quá là nặng luôn. Và Phúc đã thu về cho mình trong cái buổi sáng ngày hôm nay mọi người, cá khá là nhiều luôn. Thực ra thì Phúc không muốn quay, cũng không muốn đăng tải những video về cá nhiều, bởi vì do là mình đi rừng á, thì mình đi nhiều con chuyện khác nhau. Nào là mình kiếm thức ăn ở trong rừng, nào là mình có thể kiếm tiền ở trong rừng, và nào là có nhân gì á, mình có thể là ghi lại hình ảnh cho mọi xem. Và cá này á, Phúc ngâm chơi vậy thôi mà dính mà cả đóng luôn. Qua phủ một tay cá nhiều, nặng lắm á, xách lên kiểu này không được đâu. Ở đây toàn cá không gì. Cầm tay, cầm đi tay từ nãy giờ rồi. Cá này đây, đưa lên đi, lên ông lên đi lên bờ để mẹ mình gỡ. Cá nhiều lắm mọi người. Cái này không biết mấy ký luôn á.
Để trên bờ ha, trên bờ lại, trên bờ đi. Ui. Cá nhiều quá, chị không nói luôn. Cá sống cá chết cũng có hết, cá trẻ gì cũng có hết luôn. Mà lưới này chắc tôi nghĩ là bỏ à, lưới này cũng không được. Bỏ chưa luôn sao giờ. Gỡ cá thì anh em mình gỡ rồi trên sông. Cá này này, cá này cái cá kêu cá gì hả? Bên bên là người bên ở đây người ta kêu là cá này rồi. Cái thành quả là nửa bao này. Quả là cá không? Đây nè, nhé mọi người nhé. Đây. Tầm cỡ không biết để tôi sắp thử. Cá rất là nhiều luôn. Kiểu này ăn không hết nha. Anh em mình sẽ khu dành đem về ăn mọi người nhé. Được bao nhiêu đoán thử khá là nhiều vậy. Cá trê vậy, cá trắng vậy có hết nha. Đây là những toàn bộ mà con cá mà Phúc vừa mới thăm lưới hồi sáng mọi người nha. Đây là Phúc đã làm một cái giàn và mình xây cá như này, chúng ta gọi là cá suối cá bếp mọi người nha. Thì như thế này á, là mình có thể là đi vào rừng á, thì ở đây thì có những cái đống lửa như thế này. Thì lửa cháy á, thì cá nó tự khô mọi người nha. Rồi mình có thể yên tâm đi vào rừng á, không bị những con ruồi bu hay là không bị thú ương mọi người nha. Và cái cách xấy nữa mình có thể là dành để đem về ăn mọi người nha.